Chào cả nhà mình nha. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục một cuộc hành trình đi biển kiếm đồ ăn. Đây, biển đây. Và mình sẽ mang một số những cái dụng cụ để mình sẽ thực hiện kiếm đồ ăn ở dưới biển trong buổi chiều ngày hôm nay. Giờ thì let's go. Đây là công cụ kiếm ăn ngày hôm nay, có lưới, hai cây chĩa với lại hai cặp mắt kiến. Ok, bây giờ thì chúng ta đi xuống dưới và giăng lưới thôi cả nhà mình. Cả nhà bên đây bây giờ thì họ sẽ xuống dưới để giăng lưới nha. Đi kiếm xem có gì ăn không. Ok, giờ đi thôi. Đã dính lưới rồi. Đây là con cá đầu tiên cả nhà nha, một con cá rìa bằng bàn tay. Ok, lớn. Chúng ta sẽ kiếm nhiều thiệt là nhiều về ăn nha. Bỏ vỏ. Đây là tiếp tục một con cá khá là bự nha cả nhà nha. Họ dính được con nữa. Ngày hôm nay dính lưới khoảng tầm 300 g. Là lúc mà đang đợi cá nó dính là mình xuống mình gỡ lưới lên thôi. Bên đây chắc chắn có cá ăn, tại nãy giờ lặn lặn thì thấy cá cũng dính khá là nhiều ở trong đó rồi. Bây giờ thì cả nhà mình đợi chút xíu nữa, em sẽ kéo lưới lên cả nhà nha. Quả của mình đây, được hai cá bự. Cá nhỏ thì quá trời luôn. Ok, mình về thôi cả nhà. Giờ đây thì hai thằng ước dưới chục lô đang di chuyển về nhà. Và nhà thì mình sẽ gỡ cá cũng như là sẽ làm mấy món ăn tối nay cả nhà nha. Ok. Tôi sẽ chế biến một cái món đó chính là cá biển kho tiêu cả nhà nha. Cá biển kho tiêu siêu cay. Bây giờ thì nước màu đã vàng rồi cả nhà nha. Thì chúng ta chỉ sử dụng là đường với lại dầu ăn làm cho vàng cái nước lên. Bây giờ mình sẽ bỏ một số gia vị như là củ tỏi, hành tím, vài điều.
Xong rồi chế nước xong bây giờ thì mình sẽ bỏ ớt thật nhiều vô. Tại vì cá biển thì khu này nó là cá rong, ăn rong nhiều nên nó hơi tanh, thì bỏ ớt vào. Mình nhiều ớt cho nó khử cái mùi tanh nha. Ok, đây là ớt hột cùng với lại ớt bột cùng với lại bột nêm hạt tiêu. Rồi đều lên. Rồi bây giờ là nước mắm. Nó bây giờ thì mình sẽ đợi cho nó sôi lên. Sôi rồi cả nhà mình ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ cá vào. Bây giờ thì chúng ta cứ để lửa riu để cho nó súp lại. Mình sẽ cho một ít tiêu lên nữa thì nó sẽ thơm hơn. Ớt thì cũng khá là nhiều á. Nước thì bây giờ thì cũng đã dần xích lại rồi. Những con cá bắt đầu đã bốc những cái mùi thơm lên. Giờ này thì cũng khoảng tầm 7:20 rồi cả nhà. Do mình đi trễ quá nên cũng về rồi làm cá, gỡ cá, làm cá. Nên giờ này thì mình mới bắt đầu mình kho được. Canh chua nấu với măng thì do mình cũng đã từng làm cái món này rồi nên mình không có review lại cách làm cả nhà nhé. Ngày hôm nay thì kho cá và nấu canh chua. Mình chỉ có bằng cách tính chính là mở nhỏ lửa lại cả nhà nha. Đó. Cho nó từ từ xích lại. Con cá thấm đủ các gia vị thì nó sẽ ngon. Đây là bông điên điển. Măng, bông điên điển, cà chua. Vào cho nó thơm cái nồi canh chua này. Con cá đã sẵn rồi đó. Con cua bự chà bá luôn. Wow. Bây giờ thì cảm giác rất là đói bụng rồi. Thì nó cũng đã chín rồi cả nhà mình ạ. Đó, các em thấy nó xích lại chưa? Ok, bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Đó, sau đó là múc cái ra ăn cơm tối nay thôi. Ăn đi. Tối ngày hôm nay thì họ cũng đã làm xong hết rồi. Có cá chiên, cá kho cũng như là một cái nồi canh chua. Thì bây giờ thì mình sẽ mời cả nhà mình chúng ta cùng dùng cơm tới đây cả nhà nha. Đây là cá mình kho rồi cả nhà. Yeah. Ok, bây giờ mình thử ăn coi, ngon không? Cay. Có vị cay. Cá thì ngọt, thịt rất là ngọt. Đây là canh chua. Ok cả nhà mình ơi, canh chua thì mình sẽ chấm nó với lại muối ớt. Ok.